Dạ, em xin phép chào cô chú và anh chị. Dạ, em cũng xin cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ gốm Nhật Xuân Lãng nha anh chị. Dạ, những sản phẩm em lên anh chị thích món nào đó anh chị có nhắn tin nha anh chị, hoặc anh chị điện thoại trực tiếp qua cái số nha anh chị, em cũng liên tiếp trên kênh. Rồi, dạ em cũng xin anh chị ủng hộ và chia sẻ nha anh chị, chấm cho em nha anh chị, chấm bài nha anh chị. Và em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube này. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái bộ nha anh chị. Một bộ này là một cái bộ trúc nha anh chị, một bộ trúc ly cao. Thứ nhất là một bộ trúc này nó có hộp anh chị chưa qua sử dụng nha. Đó, hộp này em bán chị nó có hộp như thế này chưa qua sử dụng. Rồi cái bình anh chị, bình này là một cái bình trúc. Một bình trúc nha anh chị. Bình này là lọc tổ ong anh chị. Bình này là bình trúc cao nha anh chị, lọc tổ ong, và cái bình này cũng có chuyện đầy đủ luôn. Thứ hai nữa là cái ly này cũng có truyện, và ly này là viền vàng nha chị, viền vàng nha. Bộ này gồm có là một bình gồm có 5 ly. Một bình gồm có 5 ly nha chị. Ly này là miệng là 5 và cao của bình này là 8.5. Cao của bình này 8.5 nha chị, và một cái bình trúc như thế này. Rồi một bộ như thế này em bán cho anh chị với giá là 600k bộ này nha anh chị. Đấy, 600k bộ này. Thứ nhất là bình lọc tổ ong nha anh chị, 600k. 600k nha chị, anh chị chốt giùm em. Mã E1 nha chị, mã E1 600k. E1 600k nha chị, đấy, nằm con hộp như thế này nè. Bỏ vô nha anh chị, 600k mã E1. Rồi bây giờ em lên cái này anh chị, cái dĩa này nha. Dĩa này là một cái dĩa là sơn thủy nha anh chị, một cái dĩa sơn thủy. Và cái dĩa này em có số lượng là 10 chiếc nha anh chị, 3 chiếc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiếc. Anh chị, cái này là một cái dĩa sơn thủy nha anh chị, rất là đẹp luôn. 10 em có 10 chiếc. Đường kính dĩa này là chị, đường kính dĩa này là 10 nha anh chị. Đường kính dĩa này là 10. Đấy, mấy cái này anh chị rất là đẹp luôn nha anh chị. Dĩa. Rồi, cái này em bán cho anh chị là 10 chiếc này. Với giá là 220k 10 chiếc dĩa sơn thủy này. 220k. Anh chị chốt cho em mã E2. Mã E2 nha anh chị, 220k 10 dĩa sơn thủy nha anh chị. Đã, anh chị nhìn kỹ nè. Cái này có một cái kiểu như là đấy. Anh chị để những cái này chị, dĩa sơn thủy thì anh chị những cái bình, cái ly anh chị, những cái ly lam anh chị để lên rất là đẹp, hoặc những cái ly chú tiểu. Nó là gọi lam chị, sơn thủy 220k 10 chiếc này, siêu đẹp nha anh chị. Rồi em lên cái này anh chị. Ủa cái này lấy con lấy từ đâu? Lâu rồi. Rồi cái này em có 3 cái ly nha anh chị. 3 cái ly này là 3 ly tích người nha anh chị. 3 cái ly tích người như thế này. Và cái này cũng có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Truyện ký đầy đủ, cái bộ đó như một cái tông nó luôn hả? Hốt rồi. Đường kính là khi mà 9 tủ ta, cái đồ đó cũng thường quá mà. Đường kính là 8 nha chị, và cao của này là 6 nha chị. Lấy cái khăn lau, cao của này là 6. Hốt hết lên bỏ giá đó. Rồi cái này em có 3 chiếc nha chị. 3 chiếc này em bán cho anh chị Lam nha chị. 3 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 160k 3 cái ly này. 160k 3 chiếc nha anh chị. 140k nữa, 160k. Rồi 160k 3 chiếc này. Anh chị chốt cho em mã E3 nha chị. Mã E3 nha. Mã E3. In về mấy người nào lâu cũng có ở mua rồi dạ bán làm gì
Rồi nha chị, cái này em có là đấy, cái bộ này em có là nhìn cứng ha, nhìn về cứng này. Thế mình cũng làm cái này để in ra ha. Rồi nha chị, cái này em có dĩa này, cái chén này đường kính này 20. Chị, cái này là đường kính này là 11 nha chị, và cao của này là 4 nha chị, 11 cao là 4. Cái này em có là tổng là 7 chiếc nha chị, 7 chiếc này nha. Rồi 7 chiếc này anh chị, anh chị nhìn rất là đẹp nha anh chị, 7 chiếc chén này. Rồi em bán cho anh chị 7 chiếc này với giá là 200k 7 chiếc này nha anh chị. 200k 7 chiếc này. Anh chị chốt giùm em mã E4 nha anh chị, mã E4 200k, siêu đẹp nha anh chị. Cái này là anh chị nhìn ra ngồi rất là đẹp nha anh chị, ở ngồi rất là đẹp luôn. Đủ tiền không anh? Rồi em lên một cái cặp ly nha anh chị. Ly này là ly em bán chị đấy, cái này là ly Narumi China. Anh chị, một cái dòng Narumi China là những cái dòng men cao cấp nha anh chị. Có những anh chị kiểu như là mới, kiểu như là cũng mới chơi đó anh chị, kiểu như anh chị cũng chưa rành là gì về vấn đề China. China là em bán chị là Bon China, Narumi China là những cái dòng men cao cấp, những cái hàng đó là xuất Âu nha anh chị. Đó, men là men kia đó, những cái hàng đó là xuất Âu, những cái hàng đẳng cấp luôn nha anh chị đó. Có những cái này ví dụ Elin China là kiểu như những cái mấy dòng men cao cấp anh chị, kiểu như nói China là nói hàng tàu mà thật tình là em báo chị là không phải nha đó. China là một cái dòng Narumi China là những dòng men đẳng cấp cao cấp luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên một cái cặp ly anh chị, một cặp ly này gọi là siêu đẹp họa tiết hoa hồng, họa tiết hoa hồng nha anh chị. Rồi ly này đường kính là 8.2 và cao của ly này là miệng là 8.2 và cao của ly này là 8.5. cái này em có một cặp như thế này anh chị đấy, đẹp siêu luôn, và đó là cặp hoa hồng này là siêu siêu đỉnh luôn. Rồi một cặp ly này em bán cho anh chị với giá là 160k một cặp, là mỗi chiếc ly hoa hồng Narumi này là 80k anh chị chốt em 160k E5. Ly, cái bình chú tiểu bây giờ mình ly bán hết rồi. Tao để mình lại ly bán hết, qua một chiều bữa 80 cái ly bán hết, bây giờ có cái bình lời cái bình chú tiểu nè. Rồi đây. Rồi em lên cái này như một cái combo. Em lên một cái này là một cái bộ phu thê nha chị, một bộ phu thê ngũ sắc, và trong này chị vừa là ngũ sắc vừa là họa tiết sơn thủy nha chị. Vẽ tay nha em bán chị, cái này là ngũ sắc vẽ tay 100% luôn và cũng có truyện ký đầy đủ. À, rồi cái cả kể anh chị mới nha, có hộp gỗ như thế này anh chị, có hộp gỗ nha anh chị. Rồi bây giờ này cái ly cao của đường kính này là 6, miệng là 6.5 và cao của này là 8.2, còn cái ly thấp đường kính là 6.2 và cao của này là 8. Rồi một cái bộ phu thê này anh chị, một bộ phu thê này hộp như thế này anh chị đó, vẽ tay em bán chị vẽ tay nổi còn 100% luôn. Rồi bộ phu thê này em bán cho anh chị với giá là 400k bộ này nha, 400k bộ phu thê ngũ sắc họa tiết nổi, hoa nổi vẽ tay, và cái này là có sơn họa tiết sơn thủy nha anh chị. Đấy, cái bộ này siêu đẹp luôn, 400k anh chị, 400k hộp gỗ như thế này. Anh chị chốt em mã E6 400k. Rồi này có 3 chiếc này rồi. Rồi em lên một cái bộ dĩa nha anh chị, một cái bộ dĩa này là một cái bộ dĩa xanh ngọc, hai chiếc bạc, viền này là viền bạc nha anh chị, viền bạc 6 chiếc, 8 chiếc, nói chung là tổng là bộ này là em có 10 chiếc. Em có 10 chiếc nha anh chị. Đó, này là xanh ngọc, trong này là kiểu như họa tiết hoa, một cái dây lan hay là gì đó anh chị. Nói chung những cái em chỉ lo like, chứ còn những cái dòng hoa gì thì thật tình em không biết nha anh chị. Anh chị thông cảm, hỏi hoa gì thì em bó tay nha. Rồi cái này là mà vừa là một cái kiểu như dây hoa nha chị, và vừa mở đóng truyện trước bữa này, phía sau là của dòng dĩa này là không bao giờ đóng truyện, xanh ngọc nha chị. Và cái này là mới, viền này là viền bạc luôn đấy anh chị, rất là đẹp. Ở được đây, bộ này được gồm có là 10 chiếc, đường kính của dĩa này là 14 nha chị. Đó, siêu đẹp luôn bộ này luôn, đường kính là 14
10 chiếc này em bán cho anh chị với giá là 200k 10 chiếc. Anh chị chốt cho em mã E7 200k 10 chiếc nha anh chị. 200k 10 chiếc mới chưa qua sử dụng nha anh chị. Không tì vết gì hết nha. Rồi. Rồi, cái này anh chị em lên hai cái tô nha anh chị. Thứ nhất là tô này là tô mộc. Thứ nhất là tô này tô mộc nha anh chị, họa tiết vẽ thư pháp. Họa tiết vẽ thư pháp nha anh chị. Và cái tô này anh chị anh kiểu như nó hơi sâu lòng một xíu anh chị. Đường kính là 15 và cao của này là 9.5. Anh chị những cái này anh chị ăn mì nè anh chị, ăn mì nè. Nói chung là mồ đói nói cái tô này ăn mì ăn phở chứ mà nếu anh chị chớ một cái tô này anh chị chớ được hai gói mì luôn nha anh chị, không phải là nhỏ đâu nha. Tô này anh chị chớ một lúc hai gói mì được là anh chị nhìn cái này là cái tô này là mới chưa qua sử dụng chứ mà cái này là men tiêu chấm chấm nha anh chị, không phải bị dơ bị bẩn gì hết nha. Đấy nha anh chị, đấy một cặp tô này đường kính này là 15 và cao của tô này là 9.5. rồi một cặp tô này em bán cho anh chị với giá là 180k 180k cặp nha anh chị. Đấy rất là đẹp cốt nặng nha anh chị, có độ kiểu như là anh chị có ăn phở ăn bún thì anh chị bê như thế này không bao giờ nắm tay, bảo đảm cái tô này nó rất là dày. 180k anh chị chốt em mã E8 nha anh chị. 180k hơi sâu lòng một xíu nha anh chị, hơi sâu lòng nha. Rồi em lên một cái cặp dĩa Imari Gold nha anh chị. Imari Gold là những cái này thì nó lại là dĩa xưa anh chị. Dĩa này là dĩa xưa vẽ nổi cộm luôn. Và trong này những có kiểu như những cái tháp và những cái hoa dư vĩ này, hoa gì đấy. Và cái này chị, và vừa là một tháp nha anh chị. Cái này cái dĩa này dĩa xưa nha anh chị, dĩa xưa nha, đóng là Mari nha chị. Và dưới đây là da băng và trên này có, nói chung là cái dĩa này rất là đặc sắc nha anh chị, rất là xưa luôn, chuẩn xưa luôn nha anh chị, cái dĩa này chuẩn xưa luôn. Và họa tiết là hoa nổi nha anh chị, cặp dĩa này rất là vip nha. Và cái trên này là có một con công anh chị, con chim, con gì phượng hoàng. Trên cái dĩa này có một phượng hoàng nha chị, con phượng hoàng nha. Cặp dĩa này là vip, rất là vip, xưa rất là xưa luôn. Dĩa này đường kính là 16 viền, là viền vàng, xung quanh là viền đỏ nha chị. Rồi một cái cặp dĩa này quá đẹp. Rồi một cặp dĩa này em bán cho anh chị với giá là 600k cặp dĩa này. 600k cặp nha anh chị. Thứ nhất là dĩa này, trên cái dĩa này là có những cái cảnh nhà của ở Nhật nha chị. Thứ hai là những cái lọ anh chị, họa tiết hoa văn rất là đẹp. Thứ hai nữa là những con phượng hoàng anh chị đang họa đang bay nha. Và phía sau nữa là có những cái chuyện như thế này. Mari là kiểu như dòng này là dòng Amari nha anh chị. Dòng Amari. Và viết đây là những cái gì tiếng Anh thì em biết dưới này là đóng mộc da băng, là những cái này là vip nha anh chị. Amari là những cái dòng anh chị biết là những cái mốt Amari, tuy rằng có nhỏ rất là nhỏ nhưng mà giá trị là kiểu như là hơi mắc nha anh chị. Tiền thì có những cái mốt nhỏ nhỏ chút chút mà em bán do rất là đắt, là do những cái dòng Amari này nó rất, cái này là xưa nha anh chị, nổi cộm nha. 600k cặp này nha anh chị chốt em mã E9. Em sẽ ưu tiên cho anh chị chốt nguyên cặp nha, E9 nha anh chị. Rồi em lên một cái cặp dĩa anh chị. Đấy, em lên một cái dĩa hơi sâu lòng một xíu và hơi sâu lòng nha anh chị. Trong này họa tiết là hoa, viền là viền vàng, viền xanh nha anh chị. Và có truyện ký đầy đủ luôn. Dòng này là dòng Arita nha anh chị, dòng men Arita. Rồi dòng này là Arita nha chị. Đó, bây giờ em nói chung là cái bộ này thì em sẽ gộp lại, em bán nguyên một cái họa tiết vẽ vàng anh chị. Thứ nhất là cái chày này là hoa mẫu đơn, hoa cúc hoa mẫu đơn gì đó anh chị. Và cái này nó hơi sâu lòng một xíu anh chị, đựng xào đựng cá để dễ sử dụng nha. Hơi sâu lòng một xíu và em sẽ đo đường kính, đường kính của dĩa này là 21.5. Rồi còn một cái dĩa này cũng là viền vòng và viền vàng anh chị, hoa nổi cộm nha. Đó, cái này là hàng vẽ tay 100% luôn, có truyện ký luôn. Đường kính của này là 12 và cao của này là 2.8. Xin lỗi, 2.5.
Và cái này anh chị, cái này là một cái dĩa, trong này là quả lựu nha anh chị, những cái quả lựu nha. Và cũng là hàng vẽ tay 100% nổi cộm luôn nha chị. Em lên cái bộ ba này luôn nha. Rồi, đường kính của này là 21 năm, cao của này là cao của dĩa sau lồng là 5, còn cái dĩa này là đường kính 25 và cao của này là 3.5, còn chiếc này đường kính 12, cao của này là 2.5. Rồi bộ này nha chị, hết cái bộ này em bán cho anh chị với giá là 300k. Hết bộ này luôn nha chị, quá rẻ luôn. Thật tình luôn, bộ này bán cho anh chị 300k là bộ này. Để cho mắt nha chị, vẽ tay 100% 300k, anh chị chốt em mã E10, 300k mã E10. Rồi em lên một cái hộp nha chị, cái này là hộp nữ trang hay là gì đó, nói chung em cũng không biết đâu chị. Như cái hộp như đựng cái gì để làm sao ta? Để chung hay là gì vậy? À, cái hộp để đựng kiếm thôi ta. Còn cái gì bên trong ta? Cái gì ở đây? Cái không? Cái hộp này để bì thư đó. Nói chung là cái hộp này là em bán chị là cái hộp này là mica nha anh chị, mica. Mà trong cái hộp này để những cái gì thì em cũng không biết, cho anh khui hàng thì em thấy một cái này thì em sẽ báo cho anh chị là như thế này nha. Còn ở trong vấn đề gì thì em không biết, đây là sử dụng mục đích gì thì em cũng bó tay nha anh chị. Đó, trong này nó có một chiếc này, cái chiếc này kiểu như là anh Tuấn, cái bút. Cái này anh chị đấy, cái này là một cây bút nha anh chị, một cây bút nha. Một cây bút như thế này vẫn còn mực anh chị, vẫn còn mực. Ồ mà sao lấy cái này vậy ta? Vẫn còn mực nha anh chị đấy. Thật tình là em cầm lên mà em cũng không biết là cái này, em tưởng là cái gương. Cái bút nha anh chị. Đấy, bút em bỏ vô này nha. Và cái này là có cái gì nữa đây? Nào, mục xẻ. Mục xẻ. Ừ, cái này cái mục xẻ. Ừ, mục xẻ. Ừ. Mục xẻ, cái bút mục xẻ. Ừ. Rồi. Mục xẻ. Biết rồi. Rồi nha chị, trên này nó có mấy con đổi lộn ngược coi sao được. Cho chị em cũng bán. Lộn ngược hả? Đó nha anh chị, đó bằng mica nha chị. Này bằng mica. Và phía sau anh chị, phía sau như thế này nha anh chị. Phía sau để như thế này đấy. Đúng ra nguyên tắc là để như thế này. Mica nha chị, đường kính này, trên này là mấy con hạt nha chị. Đường kính này là 30.5 và cao của này là 7.5. Rồi cái hộp này em bán cho anh chị với giá là 500k hộp này. 500k hộp này. Anh chị chốt cho em mã E11 nha chị, mã E11 nha. Nói chung là cái này là em báo chị là em báo rõ trên live là cái này thì nó tầm độ 1 kg nha chị, chứ không có hơn nha. Tầm 1 kg nha chị, nói chung là 1 kg em báo rõ cho anh chị 1 kg. Hộp này mica em bán cho anh chị là 500k. Mấy cái này chị về vẽ vàng nha chị, mẹ vẽ vàng, nói chung là cái hộp này là mới luôn anh chị. Em nhìn là mà em bán chị là không, em bán trên live này em biết là mới, chứ mà những cái dòng mica thì là nó là nằm trong cái diện là 85% tới 95%, nó cũng có một tuy rằng là nằm trong hộp, chứ mà nó cũng có những cái độ mà xước nha anh chị, chứ không phải là hoàn hảo 100%, là anh chị nói không xước đâu nha. Rồi em bán chị là 85%. Hiện tại em thấy chưa, kiểu như hiện tại là em thấy là không có vết xước, chứ mà quá trình vận chuyển thì đấy. Rồi 500k E11. Em lâu dùm cô một cái rồi. Rồi em lên chiếc này anh chị đó, em lên chiếc này nha. 2 và 3 chiếc nha anh chị, 4 chiếc nha, 5 chiếc, 6 chiếc, cái này 10 chiếc mà bị mệt một chiếc còn không.
Rồi cái này em có anh chị đây, 6 chiếc và em có cái này là 9 chiếc nha anh chị, quá xuất sắc nha, 9 chiếc. Cái này là dèm chén chấm nha anh chị, hiếm lắm, lâu lâu nó mới có được. Đường kính này là 9 nha anh chị, và cao của này là 4.5. Và cái này là viền sô-cô-la nha anh chị. Thứ hai nữa là cái này là họa tiết vẽ vàng rất là nhiều, và cũng có truyện ký đầy đủ nha anh chị, truyện ký đầy đủ luôn. Rồi cái này em có là 9 chiếc nha anh chị, 9 chiếc này em bán cho anh chị với giá 9 chiếc này em bán cho anh chị với giá 500k, 9 chiếc này 500k anh chị, chốt em mã E12 500k. E12 E12 nha anh chị, E12. Rồi em lên cái này anh chị, cái này là một cái hộp anh chị, hộp này là bộ ba nha, hộp này là bộ ba của nó anh chị, bộ ba của nó. Anh chị đừng những cái món kiểu như là anh chị để trong tủ lạnh này, chẳng hạn như cá, tôm, thịt sống anh chị để tủ lạnh, cái này là mới nha anh chị, bộ ba của này là mới nha. Rồi đường kính này là 15, này là đường kính 13, còn cái chiếc này đường kính này là 11, cao thì 6 nha anh chị. Rồi bộ này em bán cho anh chị là bộ ba này 250k, 250k hộp này nha anh chị, ba hộp này nha. Anh chị chốt em mã E13, 250k bộ ba nha anh chị, bộ ba nè nha. Rồi em đơn một cặp nè anh chị, một cặp dĩa ngũ sắc. Một cặp dĩa ngũ sắc nha anh chị. Rồi, cái này là đường kính này là 19.5 anh chị. Cặp ngũ sắc này đường kính là 19.5. Có truyện và họa tiết hoa đào nổ bên này. Họa tiết hoa đào nổ nha anh chị. Họa tiết hoa đào nổ. Đấy, một cặp đường kính dĩa là 20 và cao của này là 3.5. Rồi một cặp như thế này em bán cho anh chị với giá là quá đẹp luôn. Rồi 280k một cặp như thế này nha anh chị. Anh chị chốt giùm em mã E14, 280k E14. Rồi em lên cái này là một con voi nha anh chị, một con voi. Một con voi. Ôi con ngựa đang voi vậy trời. Voi lộn. Con tơ giáp. Con trâu hả? Đâu qua giật. Dạ. Dạ đâu rồi cũng biết là con trâu hay con tơ giáp nó mới gơ nó đúng không? Con cũng bây giờ. Sao cuộc đời có biết tiền không mà biết cái gì vậy con? Cũng không cả. Rồi lúc em like em nói hướng nha chị. Nhưng mà cuộc đời em biết tiền không em không biết. Rồi em lên chiếc này anh chị đấy. Con này là con thôi nói đại là con trâu đi anh chị, con trâu mà kiểu như là con trâu đi. Cái này là gì vậy ta? Chúng vợ cho ba cục thịt đàn mình. Rồi đường kính này là 19 nha anh chị, 19 ở lại cô anh. Cao của này là 14.5 anh chị. Cao này là 14.5, cốt nặng hơi dày một xíu nha anh chị, nặng và hơi dày luôn. Con này em bán cho anh chị với giá là 300k. Nói anh chị cốt nặng lắm nha anh chị, chứ không phải là nhẹ nha, nặng nha, 300k để làm cho đây. Ba trăm k nha chị, chốt cho em mã E15 300k. Rồi anh chị một cái này là một cái giỏ hoa nha anh chị, một cái giỏ hoa. Pha lê nha anh chị, pha lê một cái cặp giỏ hoa như thế này, pha lê. Và cái này có hộp luôn nha anh chị, hộp như thế này nha.
hộp như thế này anh chị đó. Anh chị rất là đẹp nha anh chị. À, nhiều lúc anh chị mà kiểu như có cái bàn làm việc có kiểu như văn phòng đó anh chị để kiểu như anh chị để kẹo bánh mứt gì đó đãi cho khách rất là đẹp nha. Thứ nhất là cái này là pha lê, thứ hai nữa là cái quai bằng nhựa nha anh chị, không phải quai, không phải phải là bằng thủy tinh đâu nha, quai bằng nhựa đấy, pha lê nha anh chị, pha lê nha. Rồi đường kính của này là 14 và ngang của này là 11, đẹp rất là đẹp anh chị. Pha lê là anh chị biết đã, những anh chị mà đã xài những cái dòng pha lê là anh chị biết những cái đó là đẹp như thế nào. Anh chị xài đi chăng bao năm mấy năm đi chăng nữa thì nó cũng rất đẹp. Còn nếu anh chị ví dụ xài để lâu á, để lâu rồi kiểu như là số mấy rồi, alo, đây rồi nửa tiếng nữa chị ở trên chị đang like, nửa tiếng thì chị ra thì điện em nha. À rồi để chút nửa tiếng là chị đang like xíu nha. Rồi nha chị, đây cái này 10-13 nha chị, và cao của này là 3.5 nha chị đấy. Cái này em bán cho anh chị là một cặp như thế này, là một hộp như thế này nha chị, là 220k một hộp như thế này, 220k một hộp nha chị. Anh chị chốt em mã E16, 220k E16. Cái này còn bỏ lại rồi. Em lên một cái tô này là trời họ bán hả? Mình bán này 50k rồi. Có cái bình nào cho lên cái bình nha. Rồi cái này đường kính này là 21 nha chị, đường kính 21 và cao của này là 7 nha chị. 21 cao là 7, anh cho cái lên một cái bình thái xưa. Đường kính là 21 nha, 0.5 nha chị, cao là 7 nha chị. À, cao là 6.5. Cái này bèo bèo rất là dễ thương nha anh chị, bèo bèo rất là dễ thương như thế này. Và cái tô này là không có truyện ký nha anh chị, không có truyện nha. Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 150k cái tô này. 150k nha chị. Anh chị chốt giùm em mã E17. Mình sẽ để cho mã chất vô lượng xin. Rồi mấy cái đó để ngoài kia đi. Không. Đó, em xin phép chào cô chú và anh chị. Cái bình